Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ vừa tổ chức lễ phát động triển khai chiến dịch cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn quận. Đến nay, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản mũi 1, mũi 2 đã được tiêm bao phủ trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 19,5% và mũi 4 chỉ mới đạt 11,7%. Đối với việc tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1 đạt tỷ lệ 98,1% và mũi 2 đạt 18,3%. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chỉ đạt 29,1% mũi 1 và 10,6% mũi 2. Hiện quận đang tập trung tiêm mũi nhắc lại mũi 3, mũi 4, đặc biệt là đẩy nhanh tiêm chủng cho học sinh tại các trường học. Đợt 1 là từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 thì học sinh đã tiêm chủng tăng lên rất là nhiều. Và đến hôm nay là ngày đợt 2 là từ ngày 9 đến ngày 12 thì hiện tại là học sinh cũng đang được tiêm chủng và giáo viên chủ nhiệm thường xuyên là theo dõi, cập nhật tình hình lên cái đường link của trường để nhà trường kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân quận và phòng giáo dục. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả nhất. Đặc biệt, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em giúp trẻ phòng tránh mắc COVID-19 và tránh các hậu quả lâu dài của hậu COVID-19. Con đã tiêm được 2 mũi vaccine rồi và sau khi tiêm về thì ở phía cái cánh tay mà tiêm thì con có nhức mỏi một chút và cũng có sốt. Nhưng mà theo con tìm hiểu thì đây là những cái phản ứng sau tiêm rất là bình thường vì khi đó là cơ thể của chúng ta nó đang tạo miễn dịch và đối với một số cái vaccine mà ngừa cho trẻ em thì cũng có cái phản ứng tương tự. Tham gia cái buổi phát động ngày hôm nay thì con thấy là cái việc vaccine nó rất là hiệu quả cho cái việc phòng chống dịch COVID-19. Nên là con sẽ về nhà nói với ba mẹ là dẫn con đi tiêm vaccine. Tại lễ phát động, lãnh đạo quận Cẩm Lệ kêu gọi mỗi người dân hãy tích cực ủng hộ và chủ động đi tiêm mũi nhắc lại, mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội. Đưa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đúng lịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.